Từ khi triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm hay còn gọi là OCOP, đến nay hầu hết các xã trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã xác định được sản phẩm nông nghiệp có lợi thế để đầu tư phát triển. Với 11 sản phẩm có thương hiệu được cấp nhãn hiệu tập thể, có giá trị kinh tế cao và được định hướng phát triển thành các sản phẩm OCOP trong giai đoạn 2019-2020. Đến nay, hầu hết các xã trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã xác định được sản phẩm nông nghiệp có lợi thế để đầu tư phát triển, giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, từng bước hình thành các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa. Đây là điều kiện quan trọng để đưa sản phẩm đến người tiêu dùng một cách rộng rãi hơn. Phần đầu đến năm 2025, trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, có trên 30 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên, có từ 2 đến 3 sản phẩm đạt 5 sao trở lên để tham gia vào thị trường trong nước và xuất khẩu.